Vinpearl, tôi sẽ quay chồng tao từ Vinpearl nhá. Giờ là chiều hả? Cộng đồng mày, cộng đồng. Này, đi về chung với hai vợ chồng tao này. Ờ. Đấy. Thì đi nói là tao lên coi nó làm, coi chắc nó làm gì mày mấy. Chứ nó cho chuẩn đây. Với lại nó bảo là mắc cái ban này đâu á. Mắc chồng tao hả? Có. Mày đây đấy. Thay chữ Vinpearl luôn, đẹp luôn. Đây. Thì cứ làm theo ý đi, tại vì không làm sao kìa cano kìa. Má là nó đùa nhanh rồi mình. Đi cano sướng quá nhỉ. Nó lượn qua lượn lại, nó đi mấy đảo mà. Đảo gì hả? Mấy cái đảo kia đấy hả? Đảo má đi thừa chưa? Đảo có nhiều chợ đẹp, thi xác. Đi vòng vòng cái đảo nữa hả? Trên đảo cũng nhiều trò chơi lắm. À không mà chơi. Sao? Làm gì cái gì mà tao ở. Sao con đi nhanh vậy? Mình đang xuống dốc mà chồng. Má đi vậy phí quá nhỉ? 15 phút cơ hả người ạ? Mình đi bò phải 1 tiếng hồ mới tới nơi. Cái kìa, mình đi cái vòng xoay kìa. Trời ơi, khủng khiếp lắm. Vòng xoay mặt trời đó có gì đâu. Thì cao. Đâu, vòng xoay gì đâu. Ê, chóng mặt quá. Xây xe, xây xe. Chơi cái gì là phải chơi chung nhóm hết nha. Ừ. Không, nó chơi đi rẻ. Ai chơi đi rẻ. Không, tao không chơi được cái đồ cảm giác mạnh như cái gì. Đâu, tôi xoay ở dưới xong nó còn. Được, chơi được. Đéo chết được. Tao chơi không được. Đéo chết được. Tao đi là tao thấy chóng mặt rồi. Gì vậy thợ? Đi biển mà kêu chóng mặt. Em thích được đi tàu. Má thì giờ rớt xuống đây sao mày? Chết rồi, bơi nó bơi nổi đâu. Gỡ mình rớt xuống là có người bay ra cứu ngay. Ừ, cứu đi ra, cứu đi ra, cứu xác lên. Chìm mẹ này đâu mà cứu, cái này chìm. Vớt xác luôn. Nó sẽ nổi mà. Cái này sao chìm được mày cũng nổi được. Cái cứt. Nó nổi á. Cái này ngay con tàu nổi được mà cái này không nổi. Đây là đẹp không? Mẹ mày coi cái này không này. Mày thấy cái gì không? Mày mày ông hello ai đâu ai chạm đi sắp tới đây là thằng hùng mặt khỉ em mèo rồi chuẩn bị xuống dốc nữa đã mà nó làm mấy cái hồ cái trụ này cũng phê lắm nhở khủng khiếp ghê sắt công chứ đổ khoan. Được bê tông mà phi nước công nghệ không hợp kia. Đâu, cái này là bê tông đúc sẵn mà. Đúc sẵn hả? Chứ không phải đổ ở dưới luôn. Sao đổ được? Đúc sẵn sao nó đóng cọc quá, dạng nó nhồi á. Hát đầu tư cái này, đừng có định nhá. Đúng vậy à? Cái cây cáp treo, cái cây treo. Đấy, cano đây này. Vinh bơn này là cô Vinh rút gì nữa. Cái chủ có đi ti mà mẹ nó người nhờ. Thảm nhập vườn đấy. Cái này toàn rọc thôi thôi. Ôi, thôi, tao đứng ở sau lưng về tụi mày chụp tao chỉ vậy. Mày đéo luôn. nó tính toán hết rồi đúng không? Cáp nó phải có khoảng cách như thế nào? Đồ dùng nữa. Ghê lắm. Tính hết kỹ lắm. Này mấy Việt Nam đâu làm được đâu. Nhật á. Chú đẹp chưa kìa. Cái này là cái cọng cáp nó chạy. Cái này đẹp này. Chứ đâu phải là cái này nó chạy trên cọng cáp. Ờ, cọng cáp nó chạy. Ờ, nó chạy. Cọng cáp nó chạy chứ không phải là cái nó bánh xe nó chạy trên cọng cáp. Bánh xe nó im mà. Ờ, nhiều lúc cái nhiều thằng cái tường cứ tưởng là mày điên à. Ví dụ con xe chạy cái như đoạn này nó bỗng vậy nó chạy nhanh hơn kinh. Thì vậy mới nói hay là con cáp nó chạy. Nó chạy theo lúc đầu hồi xưa tao cũng nghĩ nó là không, giờ anh nói em nhìn mới đúng. Chứ vợ nghĩ là sao mà chạy bằng máy xe mẹ lên chỗ thả chỗ dốc này sao mà lên nổi. Xíu đi bộ lên trên kia rồi chơi mắng trượt mới phê. Không có lỗ hổng nào rớt mắt cái chép nữa. Được, lấy ra đâu, để tao ăn chỗ đâu. Quá nãy tao vừa cái cửa, tao thấy nó tung cái cửa ra giật mình mày. Ai ngờ nó không bay. Nó phi đi. Nó phi thoải mái đi. Cái kia như nó mới lánh ra biển à. Chứ lúc không có đâu. Chụp đi chụp trong cái này chưa? Lâu lại nó làm chưa xong. Chụp thế nữa. Thằng thấy không? Thằng bé không? Thế có gì đẹp. Thế vậy, thôi đi về. Thôi cho bắt tàu quay lại đi. Mày thấy biệt thự không? Ủa, biệt thự rồi. Thứ đéo gì vậy? Thứ
biệt thự làm. Trời ơi, cái biểu tượng của Nha Trang đó, bệnh viêm bên đó, người ta chụp cái cảnh đó chứ đâu. Toàn khu resort không kìa. Nước xanh nhỉ? Nước đây tắm mới xanh. Đấy chưa xanh mà. Thứ nhất là rất là sâu, cái thứ hai là độ mặn rất là cao. Vậy là rớt xuống không chết đâu. Nước càng xanh độ mặn. Cái này biết bao nhiêu mét ở dưới nhỉ? Chắc mười mấy mét thôi. Nhà nó có mức ra nữa không? Có đâu, đây phao. Nó báo gì vậy mà anh nghe kìa? Đi báo đồ sâu chứ gì? Sao nó bật nhỏ thế? Rứ rứ loa đi cả, cắt dây đi. Stress stress na chẳng. Mở to to xíu gì? Đấy. Tiếng này như tiếng Nga nhỉ? Rồi mày đi 1, 2, 3 trụ nữa là mình tới nơi rồi. À, nhanh quá. Trụ tới nơi rồi. Có cái đường nào lên thương đường không? Mấy giờ mày về rồi? Mày tới luôn 6 giờ. Sáu giờ về trong đây cơ mà 5 giờ khoảng chiều khoảng tầm 6 giờ lúc mình 5 giờ tốt trên kia mình mới về mà 5 giờ 5 rưỡi gì đó là chưa là cấp nó thông báo hết cho mình mà nó thông báo hết. Bao nhiêu trụ thằng này có đứa nào để không cần chỉ điểm nhau dạy như lúc về đó đếm 8 trụ. Tôi đã làm cái từ kim pơn cũng cảm một công trình đá rồi mà kia dạ, nó thế kia nó xanh lấp rồi nó đá cái mỏ đá cái gì trên đấy cho nó phát triển hết cái tông vòng hết này kia đi bé thì bé đá hồi nãy lên nó khắc nhiều dữ bên bên mà mình tính ra nó làm chữ cho nó còn nhỏ cầm đi đằng có làm to hơn được đâu nhỏ vậy nhìn bè lên nhìn bờ hình trạng đấy trong mấy mét đấy nhìn kinh đấy nhỏ kích. Vì sao tốt bên kia nhìn có thể ta thấy đọc được mà nó nhỏ. Ở đây mới thi hoa hậu xong thì thi hoa hậu thêm vũ. Đừng trước. Mày kêu nó đọc tiếng Việt đi, tiếng Anh không biết con mẹ gì đâu, đọc hoài vậy. Tiếng Nga đấy, tiếng Anh còn đỡ. Ở đây có cá mập không? Ui giời, đầy. Cá mập lắm. Không, cá mập nó chưa có vô vùng này không? Nó mới phía ngoài kia kìa. Sao đi chỗ này thì mình thấy nó đấy chứ sao cái lúc mà nó lên thì nhìn nó lấn biển thấy cả. Chưa mình nhìn nó lấn biển kìa thì nó mới bồi đắp á. Rồi thấy chậm chậm lấn nên phải lấn thôi cát mà đá á người ta đang xây dựng thêm cái gì kìa. Ừ, bút trên đổ xuống dưới á xanh lấp mặt bằng thấy mình một hồi mình tắm bên kia có vài lần đó chứ bên kia nào? Mày lần đó. Nó chuyển rồi hay sao? Mẹ là xem đi chơi hay đi tắm à? Vừa tắm vừa chơi luôn, tắm vừa tắm chơi, vừa chơi luôn. Chơi trước xong rồi mới tắm. Chơi. Chơi đu quay, đưa chơi. Gì đó. Đó, một quay mặt trời kia. Sao sao chạy vậy thay cả. Nên để chơi được hết chứ. Cái này ngắm thấy đủ cái thứ. Không, cái đấy thì ta chơi được. Bữa nào kêu 15 phút bay tầm mới bay có 8 phút à. Tới mẹ nó rồi. Ủa chứ mày ngồi lúc lên mày ngồi lên cho đến lúc mày bay được bao nhiêu phút? Lúc tao quay đó là mới có 1 phút à. Ủa vậy xe nó đưa mang qua đây nó đi tàu à? Đi đến đâu? Đi phà. Đi phà cho mày. Đủ. Cái xe nó to đùng đùng mà mình nhìn nó như kiến á nhỉ. Sướng quá. Má nhìn giống mô hình trò chơi nhỉ. Sớm à. Sao giờ tao tính ra nó quý khách nhỉ. Mày qua đây mày thấy đông. Ta xây dựng nó nhằm nhở. Con xây cái bán cửa tút đi đây luôn rồi này. Chờ tao tới đây luôn à. Ờ. Đấy. Cái thuyền rồng má nhìn nó bồi đắp kìa. Bồi đắp nó lớn kìa. Lớn vậy thôi, cứ đổ dần 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 nó ra là dần. Đấy 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 không cái kia đang quay kìa. Đấy, đấy. Đấy kìa. Sướng 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 hả mày chơi được hả tao vẫn chơi xe này á đâu mày cái đang xoay kia kìa xíu mà mới thấy cái xanh xanh nghe gì đó, cái xanh xanh nghe gì cái xanh xanh nhỏ nhỏ gì nó quay nó sò trống ngược lên tại đây thường ở đây đâu tao vẫn chơi đi rõ đôi lớp cầm cho chắc lớn hả đâu mày cháu mặt lắm ông nó đang làm mảng trượt kìa mảng trượt siêu tốc kìa vì sao nó bay từ từ lên nó đưa dơ trước nó trống ngược mà lên nó xoay xoay tiếp bỏi luôn đấy rồi tao trước rồi ngoài bỏ rồi nè. Hồi xưa phải đi chơi. Hồi xưa là cái vòng xoay mặt trời là nó nằm ngay đây này, nằm sát đây này. Chứ không phải bên đây đâu. Đấy là nó mới di chuyển. Ủa, tới rồi à? Chúng ta đã tới. Nhanh thế. Welcome to Winbelin. Nó thắng à?
Hỏi nó tự nhiên.